Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc với những ấn tượng về sự điều hành của đoàn chủ tịch, những phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các vị trưởng ngành. Bên lề hành lang Quốc hội, phóng viên chúng tôi có buổi trao đổi với ông Phạm Hồng Thái, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Theo trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hồng Thái, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 kỳ này có nhiều đổi mới, trong đó có những điểm đáng ghi nhận. Mặc dù là chương trình Quốc hội là có dự kiến một số chương trình theo kế hoạch, tuy nhiên là trong quá trình đi vào kỳ họp thì các cái ban soạn thảo cũng như là các cơ quan thẩm định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra thấy rằng là có những nội dung mà nó chưa có cơ sở vững chắc thì đề xuất Quốc hội cho điều chỉnh chương trình. Hoặc là trong quá trình thảo luận tại kỳ họp thì thấy những vấn đề mà đại biểu quan tâm đánh giá thấy rằng là cái sự chuẩn bị của dự án luật nó cũng chưa đủ cơ sở, chưa có thật sự sát với cuộc sống, tính khả thi không cao, thì sẽ đề nghị Quốc hội thống nhất biểu quyết để chuyển lại xin phép không thông qua, ví dụ như luật đất đai chẳng hạn. Đây là một cái dự án luật lớn tác động sâu rộng trong đời sống xã hội và kinh tế xã hội, do đó thì cần phải có một cái sự chuẩn bị một cách sâu sắc, nó bài bản, nó sát với đáp ứng với thực tiễn cuộc sống, nó có tính khả thi thì mới có thể thông qua để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và bền vững. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cũng bày tỏ niềm tin khi lần đầu tiên các đại biểu chất vấn trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ và các phó thủ tướng với yêu cầu nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt qua việc lấy phiếu tín nhiệm của những người giữ chức vụ được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cũng cho thấy sự nhận xét đánh giá nghiêm túc của Quốc hội. Chúng tôi thấy rằng là kỳ họp là thứ 6 Quốc hội khóa 15 lần này có thể nói rằng đã thành công và cho thấy rằng cái chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng lên.